Ngoan anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Quý vị đang tìm nhà diện tích rộng giá rẻ ô tô đỗ cửa thì đừng bỏ lỡ dự án 3 căn nhà mới nhất mà chủ đầu tư gửi bên Nhà Tốt. Với 3 căn nhà này diện tích từ 45 cho tới 55 mét vuông, thiết kế và xây dựng 3 tầng, sổ đỏ riêng biệt 3 căn, hồ sơ điện nước riêng biệt 3 căn. Với 3 căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, đường ngõ thực tế trước nhà thì là 2 xe ô tô tránh. Thực tế ở trước cửa nhà nha quý vị, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, ngõ thông, ô tô đi qua đi lại thoải mái, kinh doanh online ok. Và với vị trí của nó thuộc Đại Thành, Quốc Oai, giáp địa phận Đông La, Hoài Đức, giáp với địa phận Yên Nghĩa, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ, đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Có 3 căn thì 3 căn thiết kế tương tự nhau, em sẽ quay một căn mẫu để gửi tới cho quý vị với hướng nhà là hướng Tây Bắc. Thiết kế cửa chính của ngôi nhà là cửa cuốn điện và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Với căn nhà này xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại giao thông thuận tiện, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, gần ngay với chợ dân sinh, rồi là trạm y tế, nói chung chợ trường phường trạm là rất gần, đầy đủ và không lỗi bất kỳ một phong thủy gì nha, quý vị hoàn toàn yên tâm. Em đang đứng ở dưới đây tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị có thể ô tô vào được nhà. Còn quý vị nào không có ô tô thì có thể thiết kế để ở ngoài mà không thích ô tô vào thì thôi, cái này là tùy, còn đâu thì căn nhà này là ô tô vào trong nhà. Tầng 1 thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Rồi gạch lát nền kích thước gạch 60-60, tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Đó. Với cái căn nhà này thì diện tích được 50 m², thiết kế rất là hợp lý. Tầng 1 phòng khách này, một phòng bếp thoáng trước, thoáng sau. Đây là không gian phòng bếp của ngôi nhà với toàn bộ phòng bếp của ngôi nhà. Thiết kế gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, mặt bếp ốp đá, granite, phụ kiện bếp thiết kế đầy đủ hết cho quý vị. Nói chung theo đúng như hiện trạng, ngôi nhà này quý vị sáng mua, chiều về ở, sổ sách, pháp lý sẵn sàng giao dịch, sổ đỏ cất kết mọi người nha. Thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà thoáng trước, thoáng sau, ở đây còn một cái sau, cổng sau nữa mọi người ạ, sân sau nữa, tương đối rộng và thoáng. 3 căn thiết kế xem nhau, tương tự nhau. Đấy. Đứng từ phía phần phòng bếp nhìn ra phần phòng khách rất rộng. Rồi ở đây thiết kế cho quý vị là toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, thiết kế cho quý vị toàn bộ là gỗ. Ngăn cách cầu thang cửa chính là vách CNC. Và mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen, cổ trắng. Mời quý vị theo chân ngói lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, giá bán em để cụ thể ở dưới phần miêu tả, phần bình luận. Mời quý vị bấm vào để theo dõi nhé. Và mời quý vị theo lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị như sau ạ. Tầng 2 thiết kế một phòng khách. Đây, tầng 1 là có thể kinh doanh, có thể để ô tô, còn không thì quý vị thiết kế phòng khách ở dưới tầng 1. Thực ra thì cái này là tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn chủ nhà thiết kế như thế nào thì em quay review cho quý vị như vậy. Cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led, vách ngăn CNC giữa phòng khách và cầu thang. Đó. Ngoài ra, tầng 2 thiết kế một phòng vệ sinh, một phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Có ban công siêu thoáng. Đây. Ban công thoáng. Thiết kế cho quý vị rất chi là đầy đủ. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao. Căn nhà này thì còn ưu điểm được cả lô góc cho nên là cửa sổ mở ra rất thoáng. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ. Một phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2. Phòng vệ sinh thì tương đối là rộng. Ốp gạch lên trên tới tận trần, đầy đủ quạt hút mùi, hệ thống sen cây tắm, bồn cầu, lavabo. Ở đây là sử dụng nước sạch rồi, quý vị hoàn toàn yên tâm nhé. Tất cả cửa thông phòng thiết kế là cùng cửa gỗ, còn cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm. Và mời theo em lên tầng 3 của ngôi nhà.
Và ngay bây giờ Ngọc đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Phòng ngủ trên tầng 3 cũng có ban công. Hướng ra mặt cửa chính thì là hướng Tây Bắc và phòng ngủ phía sau thì là hướng Đông Nam. Cho nên khi mà mở cửa sổ ra thì rất là thoáng và mát mọi người nhé. Đó, hệ thống trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng. Đây. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Nói chung là với cái căn nhà này thông thoáng, có thể kinh doanh online. Kinh doanh online nha mọi người. Còn nếu mà để mà nói kinh doanh offline tại nhà thì không chắc chắn lắm, bởi vì thực tế luôn nó nằm ở trong khu dân cư, nhưng mà nó không phải mặt chợ để kinh doanh sầm uất. Cho nên nói chung là có sao thì em sẽ chia sẻ cho quý vị như vậy. Đây là phần tầng 3. Như vậy với phần tầng 3 này là đã có 3 phòng ngủ riêng cho quý vị. Tất cả các cửa sổ được thiết kế 2 lớp, an toàn, thẩm mỹ. Và mời quý vị cho Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, đây là phần để máy giặt cho quý vị. Và phần tầng 4 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị sân trước, sân sau. Đây là phần sân trước. Và quý vị có thể nhìn xung quanh. Căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đi lại tương đối là thuận tiện, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông này, Hoài Đức, Trương Mỹ, Quốc Oai. Đi làm theo cung đường Lê Văn Lương kéo dài. Đây. Căn nhà này không gần đình chùa miếu mạo gì quý vị nhé. Toàn bộ mặt trước mặt sau đều là dân cư ở. Cho nên quý vị yên tâm, 3 căn hiện tại Ngọc Ánh đang quay thì vẫn còn cả 3 căn. Cho nên quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà lý tưởng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.